Sáng ngày 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với bị cáo Phạm Duy Hùng, sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ, ngày 19 tháng 3 năm 2018, Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke Isis tại số 231 phố Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gồm 6 tầng và 1 tum để hoạt động kinh doanh karaoke. Tháng 2 năm 2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh karaoke mà không thông báo chính quyền địa phương. Trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, Hùng vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh. Khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong giàn lạnh điều hòa tại phòng H702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh, dẫn đến cháy toàn bộ quán karaoke. Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại quán karaoke, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy là Đặng Hoàng Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc tử vong tại hiện trường.